nhà chủ diễn đàn. Lần đầu tiên lên diễn đàn của anh, nhưng mà nói chung là này, cũng ngồi ở dưới rồi nghe nhạc điệu là đoán chương trình, thấy những người giọng những cái bạn của mình cũng quen rồi, cho nên là bà cũng thả mấy comment cứ nhí nhố một tí để xem các bạn biết mình là ai Chọc không thôi à đó. bà, ông này ông chọc, Thế ông này rồi. rành đúng quá rồi. Nó thảo nam nó trắng rồi. À, chị nhà cho xin hỏi chủ diễn đàn phát cái livestream này từ thành phố nào nhỉ, từ tỉnh nào nhỉ? Mình ở thành phố Hồ Chí Minh bạn. À rồi, ok, chị khả năng có khi là anh nhiều tuổi hơn em ấy. Không sao đâu, mình không quan trọng cái tuổi tác đâu. Rồi Trên thì anh em hoặc là tôi tham ông gia hoặc bạn Facebook bè chơi với anh nhau em được hết, mà đúng chưa rồi, ai biết xã tự nhau lập rõ được. gì đó thì tùy 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 cách xưng hô thôi. Nói chung là mình xưng hô như thế nào cho nó phù hợp là được rồi, không quan trọng. Đúng rồi, quan điểm là của tôi là thế này này, nói chung mình chơi Facebook thì mấy năm nay rồi, trước lạ sau quen đúng không, quan điểm của mỗi người thì nó tùy theo cá nhân, nhưng mà nếu mà để gọi là có cùng một cái sở thích hoặc một cái chí hướng hay một cái suy nghĩ nó giống nhau thì mình thường xuyên ngồi chơi với nhau hơn đúng không, thì còn nếu mà không hợp lắm thì chỉ lướt qua. Mình thì mình cũng chơi Facebook này mấy năm rồi, nhưng mà mình cũng thú thật này này, cũng có một thời gian là cũng đi theo cái đám ba sọc, thế là cũng không giấu gì với các bạn, nhưng mà trong cái quá trình mình nhận ra cái vấn đề đó nó cũng không, nó là không đúng, lệch lạc cái tư tưởng, cho nên là mình cũng quay lại khá sớm cách đây 2 3 năm rồi, 2 năm 3 năm rồi. Nhưng mà từ năm 2018 những cái phi vụ mà biểu tình thì chắc các bạn biết rồi, mình cũng nằm trong cái nhóm nó gọi là ảo tưởng, mình cứ gọi là ảo tưởng, mình không xác định mình là ai, rồi có những đôi lúc mình cảm thấy nó gọi là mất thăng bằng hay gọi là mất phương hướng. Tất nhiên là trong cuộc sống thì mình không có gì, không có cái gì là bi quan cả, tức là cũng không phải là cái người mà thiệt thà gọi là bị mất cái quyền lợi trực tiếp hoặc là một vấn đề gì mà nó ghê gớm quá cả, nhưng mà duy chỉ nhất là một cái này là xong rồi, mình cũng cũng đi theo họ cái chỗ là mình là ông bà ngoại mình ạ, tức là đã có địa chủ tức là năm 54 đó, thì lúc đó mình nghe họ cũng phân tích chi họ thế kia là cộng sản nó ác rồi thế nào thế kia, cái thằng Kiên Giang người ta nói mày nghe này, không có hai hàng con cặc gì cả nhá, xin lỗi chủ diễn đàn nhá. Ê, bạn ơi, thế này nè bạn, mình lên đây mình Không thật chơi á thì xin lỗi bạn, xin lỗi rồi, ok mình bỏ đi, ông tại chia vì sẻ đi, ông chia sẻ, đừng 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 có độc tôn. ok ok nhất trí thế Kể thì Kiên Giang đi. nói kệ kệ bỏ đi, nói chung là mình cũng nhìn nhận ra cái vấn đề nó mình đi nó không đúng hướng, thành ra mình cũng tóm lại là dùng cái từ quay đầu cũng được, không sao cả, tại vì mình thì mình nghĩ này này, nói chung con người ai thế thôi, nói chung là sông có khúc người có lúc, cái chuyện mà mình suy nghĩ bồng bột thì có lúc nọ lúc kia, nhưng mà quan trọng là mình nhìn thấy cái sự thật nó sớm, hay là mình trở lại về chính mình, cái điều là cái điều quan trọng, cho nên mình cũng mong muốn là mình là một vấn đề thôi, nhưng mà sau này cũng một số người nữa, mình cũng không muốn họ phải dính vào những cái chuyện, một thứ nhất là nó là cái nạn nhân, những gọi là nạn nhân đi, tại vì các bạn biết rồi, nói chung là những cái diễn đàn đó nó chủ yếu là nó cực đoan, rồi nó hận thù cái lòng vào cái chuyện hận thù của thể chế, sau này thì mình chỉ muốn những cái người mà họ còn ngơ ngác ở trong cái làng đó mình cũng cố tình vào để làm cái gì, mình cũng 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 giúp cho họ cũng giống như mình ngày xưa thôi, những cái người bạn bè mình Ok thấy bạn, cũng họ cũng khuyên, thế này là bạn, họ cũng khuyên mình. cái bạn vừa chia sẻ đó thì mình về cái đầu tiên thì mình rất hoan nghênh. Thì ở đây nhân tiện cái ý bạn chia sẻ, có một khách mời với họ đặt một câu hỏi như thế này thì nó cũng liên quan tới bạn, thì mình thấy cũng rất là hay. Tức là cụ thể họ hỏi như thầy, nếu có thể anh khách mời kể cho mọi người biết lý do tại sao anh lạc lối được không, thì bạn thấy thế nào? Đây lý do thì mình nói đầu tiên luôn là ông bà ngoại mình là một nạn nhân của họ là cải cách ruộng đất năm 54 đó. À, năm tư Tuy à, nhiên thì nhưng đúng rồi. Tuy nhiên bà ngoại mà mình thì nói cái chung là điều về đó vấn đó đề bạn, ví dụ tính. mình thế này là bạn, cái điều đó đó mình có thể chứng minh được không? Chứng minh được không á? Nếu mà bây giờ À, để bạn vừa chứng chia minh sẻ thì là ông bà ngoại bạn gì đó, bạn năm nay bao nhiêu tuổi? mình năm nay là 52.
Năm 2 thì nếu mà ông bà ngoại thì cũng trăm mấy hả? Trăm mấy không? Thực ra, đúng rồi, bỏ mất rồi, không còn nữa. Ông già mình năm nay 82, sinh năm 1940. Thì đó thì mình tự dụng mình chưa có thể chia sẻ cụ thể. Thì ví dụ như hồi xưa ông bà ngoại bạn là ở địa phương nào, tên gì được không? Bà ngoại mình nhá, bà ngoại mình mình ở ngoài tỉnh Phú Thọ. Mọ ngoại mình là tên là Nguyễn Thị Tấu. Thì nhưng mà nói chung là này ảnh hưởng, nhưng mà nói về tính mạng thì cũng không bị mất mạng, mình cứ gọi là không bị xử, mà chỉ có bị là lấy hết tài sản thôi. Xong rồi đó thì là mình như gọi là đuổi ra khỏi cái làng đấy, đại khái là đưa ra ngoài ven làng, tức là cái chỗ mà người ta gọi là kiểu như mình gọi là đất ruộng, đất xấu nhất. Mình hiểu câu chuyện của bạn, nhưng mà ý mình nói tại vì câu chuyện này nó liên quan tới lịch sử đúng không? Nó chính xác là lịch sử đúng chưa? Bởi vì nó xảy ra từ lâu, nó là lịch sử thì cái đúng gì lịch sử nó phải chính xác đúng không ạ? Mình không thể nói một cách mà gọi là chung chung được. Nghe người này kể, tôi nghe người kia kể thì nó lại đúng rồi cái chuyện trong gia đình chính xác đúng không ạ? Đúng rồi. Nên tại sao mình muốn hỏi bạn cho nó rõ là như vậy, để làm gì, để biết đâu đó thí dụ như là có người trong diễn đàn này họ cũng từng là sống ở thời điểm đó, họ biết thì có thể họ lên, biết đâu thì họ sẽ lên họ xác minh cho bạn là bạn nói đúng thì nó cũng hay đúng không ạ? Hiểu ý mình nói không? Mình là thực tế đúng không? Mình là cháu ngoại chứ không phải là mình nghe, mình nghe lại nó thì nó lại không chính xác mà đéo ạ. Nhưng mà nói chung là này, sau khi mà mình vướng vào cái vấn đề đấy á, thì ông già mình ấy, ông có giải thích cho mình là những cái đó là cái việc mà như mình gọi là vì cái đại cục, tức là cái người cộng sản họ làm việc đấy là hoàn toàn đúng đắn chứ không phải là sai trái, bạn hiểu không? Tại vì lúc đầu thì mình nghe những cái diễn đàn đó họ nói thì là kiểu như dạng mình cứ gọi là xin tạc đi cho nó dễ hiểu đi, bạn hiểu không? Nó không phải là cái sự thật bản chất của vấn đề là như thế. Thì sau này thì ông già mình chỉ có nói là nếu mà con suy nghĩ như thế thì nó sẽ không, tức là dễ bị cho cái người xấu người ta lợi dụng để nó làm cho mình là một cái loa để đi tuyên truyền. Bạn hiểu ý mình không? Thì sau này mình nhận ra cái bản chất của cái việc đó. Tất nhiên là khi cái thời phong kiến đấy thì đương nhiên là những người mà gọi là cái địa chủ giàu có đi thì đương nhiên là họ sẽ thâu, gọi là mua và thâu tóm hết những cái đất đai đó, thì đương nhiên là cái người dân sẽ không có cái mình gọi là cái đất đai để mình canh tác, mình mà chỉ phải làm thuê thôi, tức là mình không có cái để của riêng mình để mình làm đấy. Thì họ cho nên người cộng sản mình xin hỏi cái này nó hơi riêng tư một tí nè, tức là không sao, bạn cứ hỏi thoải mái đi. Hiện tại bạn đang sinh sống ở đâu ạ? Hiện nay tại mình đang sinh sống ở Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc à? Vĩnh Phúc đúng rồi, tỉnh ở ngoài khu vực tỉnh Vĩnh Phúc đúng không ạ? Đúng rồi, ngoài điều nãy bạn có comment một câu, bạn nói là bạn tôi ở bên Pháp nên quen xài sorry rồi quý vị. Nếu các bạn không thích thì mình thấy nó hơi là lạ chỗ này. Đúng rồi, câu đó là tôi mình còn đùa các bạn thôi. Còn bây giờ nếu bạn hỏi nghiêm túc thì mình trả lời hoàn toàn nghiêm túc. Pháp là bạn đùa đúng không? À đúng rồi, đùa. Tại vì dùng các ngài thực sự là bạn đang ở Vĩnh Phúc chứ gì? Ok. Đúng rồi. Tại vì thấy bạn bảo là ở đây chúng tôi không quen dùng từ ngài. Tại vì tôi phải nói thật đã là mình với là Hạo Nam với lại Nguyễn Văn Thân đây là quen biết nhau từ trước rồi. Chúng tôi hay chào nhau thế, thì là vào đây tôi cũng chào thế. Thì thấy bạn nói thế cái là tôi hiểu ngay. Tôi chỉ đùa thôi, tôi đùa là tôi đang ở Pháp. Và tôi quen xài từ này rồi, tôi xin lỗi nếu các bạn không thích đó. Nhưng mà lên đây thì bây giờ nếu bạn hỏi chuyện thì tôi hoàn toàn là nghiêm túc chứ không có mang tính chất là đùa cợt. Tại vì khi nào mình nói nghiêm túc thì phải là mang chất hoàn toàn nghiêm túc, còn lúc nào đùa là đùa, tại vì tính tôi là thật là như vậy. Cho nên là những người mà quen tôi rồi, chẳng hạn như bạn chưa gặp tôi bao giờ thì đương nhiên là bạn có cái thắc mắc và dấu hỏi, rất là chuyện rất là bình thường đúng rồi. Nhưng mà khi mình mà hỏi ra cái là mình phải trả lời cho nó đúng đắn, hiện nay đang sống ở đâu đúng không? Tại vì mình là người lên đây, dù mình không đưa mặt ra nhưng mà nó phải là người thật việc thật, mình nói cái gì. Tại vì tôi cũng chơi tham gia Facebook thì chính xác là khoảng độ 2 năm 2016, 2017 mình đã chơi rồi,
Nhưng mà sau đó, sau sự kiện 2018 á, thì mình có vấn đề trục trặc về cái vấn đề mà lên mạng, thì mình có nghỉ khoảng 2 năm, thì đến mãi năm ngoái thì mình lại trở lại Facebook này. Cho nên là có người thì biết mà có người thì không. Nhưng mà có bạn, nếu mà bạn có biết thằng Khải đấy, bạn có biết thằng Khải Không vậy. không? À không, rồi thế thì bên mạng chỗ khác, tại vì chơi cái này nó có rất là nhiều nhóm, bạn hiểu ý mình không? Tất nhiên là mỗi người có một cái sở thích hay là cùng chung một cái gì đấy thì hay thường ngồi với nhau. Chẳng hạn như vào đây thế thôi, nếu mà mình không thấy thân hoặc là không thấy hảo nam thì có khi mình cũng cũng chỉ còm chào xong là mình thôi thôi. Nhưng mà vì thấy hai cái người bạn của mình thì mình mới mới còm thêm được vài câu. Và khi bạn nói rằng là nếu bạn muốn lên thì chúng tôi có thể mời bạn lên được, thì mình mới đánh một còm là cho tôi lên một chút, ok. Chứ còn nếu mà lạ hoét thì cũng được, không sao cả, vì chúng ta trước lạ sau quen, kể cả là mình trái chiều lên cũng được mà, đúng không? tại Bình vì thường mình vô tại vì tư, chúng ta đều có cứ tự là do ngôn quan luận, điểm của đúng không? mình là bất cứ ai lên chia sẻ cũng được, trên tinh thần là chúng Đúng ta trao đổi với nhau nó rồi, rất là văn minh, rất là lịch sự, và đang đúng rồi, ra câu chuyện vậy thôi chứ gọi là, và đúng quan rồi. trọng nhất là đừng có mang cái độ gọi là xỏ lá ở trong đó. Tại vì biết sao chúng ta chơi cái này nói gì thì nói, như Trung đã từng nói và mình cũng công nhận, bất cứ ai cũng vậy, họ làm cái việc gì á, thì họ cũng phải có cái mục đích nào đó, đúng không? Và còn mục đích nó có giống nhau hay không á, thì lại là một cái câu chuyện khác. Chứ không Đúng ai rồi. mà rảnh mà cứ tham gia mấy cái này với một cái gọi là tôi chơi để giết thời gian, thì cái vấn đề đó là không thấy không có. Cho nên mình Đúng rồi. rất thoải mái, mình lên trao đổi, ok, thoải mái muốn trao đổi gì cũng được. Thứ hai Rồi, là chào vấn đề bạn. của mình là như thế này nè. Có thể là tôi chưa lên của bạn bao giờ, nhưng mà nếu mà chúng ta có thể hỏi chuyện nhau về vấn đề, ví dụ tôi hỏi bạn hoặc là bạn hỏi tôi, thì cũng dần dần sẽ mở ra những cái gọi là đoán được những cái tư tưởng suy nghĩ của nhau, đúng bạn nhận không? Tại vì khi mình phải nói ra thì mình biết là bạn đang nghĩ gì, đúng không? Hoặc bạn muốn cái gì. Chẳng hạn như bạn hỏi tôi thì tôi trả lời được, hoặc là tôi hỏi bạn thì tôi sẽ đoán ra bạn là người như thế nào, đúng không? Như ví dụ như lúc vừa nãy tôi vào đây chẳng hạn, các bạn bạn có thể chưa biết tôi, nhưng mà ông thân này thì ông bảo là à tưởng ai giá ra là ngài cu kê, ví dụ thế, tức là thân đã biết mình rồi, đúng không? Đúng rồi. Ở đó thường thường là như thế, tại vì khi mà mình chơi với ai á, thì hỏi người đó như thế nào thì có thể biết cái người chơi cùng anh ta. Đây là cái câu người ta gọi là theo tính chất là đoán, kiểu như gọi mình ngày xưa mình học toán gọi là tính chất bắc cầu, đúng không? Ví dụ như A bằng B, B bằng C thì có thể suy ra là A bằng C. Thì tôi cũng vậy thôi. Người ta nói là các cụ hay có câu là gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng. Có nghĩa là anh chơi với người bạn như thế này thì người bạn của anh biết chắc chắn, thì tôi chơi với cái người bạn tiếp đó thì anh cũng có thể nào là đoán được dần dần là khoảng 60-70%. Còn nếu mà biết muốn Vậy kỹ hơn một chút nữa thì vậy lại phải vậy thông bạn qua nghe câu chuyện, nghe được qua khi được phỏng vấn nhau hoặc hỏi chuyện vậy nhau. bạn nghe vậy bạn nghe qua cái câu gần Rồi ba bạn nói đi. que thì mình Không xin nghe rõ hỏi lắm, bạn bạn nhắc lại mình nghe nào. á, mình xin hỏi bạn á, bạn là vậy bạn đã từng nghe qua cái câu gần ba que thì què chứ, què chắc luôn. Nghe câu này bao giờ, nhưng mà Thì nói thế là cái cũng câu hiểu. này á, cái đại khái nó ý như thế này, nó què đây là què gì, gần ba que là nó sẽ què hoặc tâm hồn, nó què hoặc tư duy, Đúng rồi. nó què hoặc lý trí đó. Đó, cho nên là có thêm một cái câu nữa, gần mực thì đen, gần này thì sáng, nhưng gần ba que thì sẽ què. À chứ ông kê là ông hiểu rõ cái vụ này nhất luôn á, là ông biết rõ bản chất của Không? nam kia, biết biết rõ Ông không? mà mà nghe mà ông bạn nghĩ thân lại ông bạn thấy đúng không, bạn nghĩ lại bạn thân thấy thân câu ông đó đúng đúng đọc không hả? đúng chứ, quá đúng luôn, quá đúng luôn. Ok, anh Đúng, nói em đôi quá khi đúng luôn em chưa rõ ba que bạch cu ke đâu, ông cu ke à. ông cũng lăn lộn với cái đám kia quá 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 hiểu rồi, cũng quá đau rồi. Sao thì đau Chứ rồi. sao nữa, mình bị họ lừa, nói chung là cũng bị lừa, mà cứ dùng cái từ đúng đi, cái gì thế đâu, công nhận không? Nói cái chuyện Đúng mà rồi. khi anh em mình ngày xưa lên mạng mới chập chững thế thôi, có phải ai biết hết đâu ông ơi, Đúng nhưng mình rồi. bảo cũng phải biết ở va chạm mới biết. Nói chung con người thì mình phải có sự va chạm, nhưng có điều là mình tỉnh táo và mình rút ra sớm,
thì là do bản thân mình là chính, tự mình phải nhận thức được. Nhưng mà cái bạn bè xung quanh cũng là rất là quan trọng. Theo mình nó cũng có cả hai vấn đề thật. Nhờ cái mạng xã hội và đặc biệt là cái live stream này nó phức tạp hơn mọi người nghĩ nhiều. Nó không hoàn toàn, nó không có đơn thuần đâu. Không tỉnh táo là chết, ảo tưởng sức mạnh là xong. Có người hỏi bạn kìa, bạn có thể kể chi tiết bị lừa sao cho mọi người cùng nghe để mọi người học hỏi, mọi người né tránh qua cái đoạn đó không kìa? Thì nói rồi đó phèo. Bị lừa là như thế nào này nè. Khi mà thân cứ để cho khách mời chia sẻ thôi. Khi mà xóa lệnh năm cấm vận năm 95 thì 97 internet vào Việt Nam. Nhưng mà lúc đó internet nó chưa được phổ cập rộng rãi. Cứ dùng nơi công sở với lại những cái nơi chính, gọi là nơi công quyền là chính thôi. Nhưng mà tư nhân thì ít, mãi đến năm khoảng 2000 thì bắt đầu mới có lác đác. 2003-04 thì bắt đầu mới gọi là có lắp tại nhà riêng. Thì lúc đầu nói chung là mình lên thì đương nhiên là cái chuyện mà thông tin thì nó thật sự mà nói là nó bị tràn lan và nó quá nhiều. Cái này thì mình cũng phải nói rất thật là anh em mình ở Việt Nam sau một cái thời gian nó bị gọi là không phải là thiếu thông tin, nhưng mà cái thông tin được tự do từ bên ngoài nó đưa vào từ quốc tế vào á, là bắt đầu nó gọi là vào một cách. Thì lúc đó như mình nó như một cái người kiểu như là khát nước ấy, lâu ngày mà được uống nước ấy, đúng không? Thì đương nhiên là mình truy cập tất cả, gần như đọc ngấu nghiến tất cả các thông tin. Thì đương nhiên nó sẽ có cả cái trong cái thông tin đấy thì sẽ có cả thông tin độc hại, có cả thông tin bổ ích. Nhưng mà cái vấn đề là mình chưa nhận ra cái nào là cái bổ ích và cái nào là cái độc hại. Cho nên là cái tình trạng này nó gần như là 10 người thì phải 8-9 người dễ bị dính. Trừ những người mà mình gọi là trong công chức nhà nước, hoặc là những cái người mà được mình gọi là có vấn đề, gọi không phải là vấn đề mà được bổ túc về cái vấn đề mà ở trong nước về chính trị thì mình cứ nói cho dễ. Thế còn mình là dân tự do lao động thì đương nhiên là khi mà mình bập vào cái thì mình sẽ không phân biệt được cái này. Khó phân biệt chứ không phải không phân biệt được. Thì lúc đầu thì mình sẽ bị lao cho những cái diễn đàn mà hải ngoại lúc bây giờ mới ra, ví dụ như là Tân Thái hay Benny Trương này. Thì mình nghe họ thì đương nhiên họ nói rất là hay. Có cái điều là họ nói cũng cuốn hút, họ cũng nói hay. Cái điều đó thì nhiều người dính, không phải là riêng mình. Đại đa số dính rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì mình cũng được nghe những cái thông tin của cái người mà hải ngoại họ sống tại đất Mỹ. Thì lúc đầu thì mình cũng phản ứng. Mình cũng cho là họ kiểu như là bưng bô chế độ cộng sản đấy. Nhưng mà xong rồi mình lắng đọng mình nghe lại thì mình phải nghe cả hai chiều. Cả hai chiều thì lúc đó mình mới phân biệt được là tụi này là tụi nó xạo, nó dốc. Tại vì sao lúc đầu cái khái niệm dân chủ tự do của mình, đến bây giờ nhiều người ở Việt Nam vẫn bị ngộ nhận những cái điều mà Việt Nam không có dân chủ và không có tự do. Thì mình thấy tự nhiên là tại sao là có một cái số người mà vào tù ấy, vì cái tội danh là lợi dụng tự do dân chủ là một, tuyên truyền chống phá nhà nước là hai. Tại sao lại có những cái tội này? Mà trong khi đó là Việt Nam họ lại lý luận là như thế này. Họ bảo Việt Nam làm gì có dân chủ tự do mà lợi dụng. Đó, thì lúc đầu mình nghe thì mình cũng nhưng sau đó mình đã đặt dấu hỏi lại. Mình mà quái tại sao Việt Nam mà lại là một nước pháp quyền, là một nước dân chủ mà do người dân bầu lên, mà tại sao lại không nói là không có dân chủ, không tự do. Sau đó mình xem xét lại thì mình bảo thế là mình bị nó lừa rồi. Vậy là chúng nó đang rêu rao cái dân chủ tự do của nước Mỹ hoặc các nước khác để nó áp đặt, nó coi rằng Việt Nam không có cái này. Nhưng mà sau khi mình xem xét lại thì chính bản thân mình có mà mình không biết, mình bị ngộ nhận. Thì mình nghĩ lại thì bây giờ không phải, Việt Nam mình có dân chủ chứ. Dân chủ là cái gì? Dân chủ là mình được cầm cái lá phiếu để đi bầu cái người đại diện cho mình, thể hiện ý chí nguyện vọng. Cao nhất là đại biểu quốc hội, sau đó là đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Thế thì lý do tại sao mình lại nói mình không có dân chủ? Và cái điều tự do nữa là gì? Tự do là gì? Tự do là mọi người có thể nói và làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm, hoặc tuân, hoặc là trong khuôn khổ của pháp luật. Thì mình nghĩ ra và thế thì chứng tỏ là các nước trên thế giới này, mỗi quốc gia đều có một cái luật pháp. Cái luật này là do ai? Là do cái quốc hội của cái nước quốc gia đó họ đề ra, họ làm ra, chứ không phải là cái đảng phái nào ra luật cả. Cho nên là những cái tụi mà nó xuyên tạc bây giờ nó vẫn nói là Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị,
và Đảng Cộng sản Việt Nam làm ra luật để cai trị người dân thì tôi không hoàn toàn, và tôi là cho là họ xuyên tạc, cái này là không đúng. Làm sao Đảng Cộng sản Việt Nam làm ra luật được, đúng không? Tại vì nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền, có ba quyền, tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp và tư pháp đàng hoàng cơ mà. Tư pháp mới là làm ra luật chứ, đúng không? À, lập pháp mới làm ra luật chứ. Tư pháp là gì? Tư pháp là với tòa án, có nghĩa là họ không có quyền bắt ai cả. Còn hành pháp là gì? Là người thực thi, là cơ quan thi hành pháp luật. Có một khách mời mới lên tham gia là đi cái nước Trương Vô Kỵ, thì dành thời chút thời gian cho Trương Vô Kỵ xem chia sẻ cái gì. Xin mời người quen Trương Vô Kỵ, người quen của Cu Ke nữa đó. Nói thương quang, nói thương quang. Đi mây về gió gớm mẹ. Chào ngài đa đảng. Chào anh. Xin chào. Xin chào một đảng. Tiếng của em có ok không? Tiếng của em có ok không? Trương Vũ Kỳ hơi bị lè lè. Đúng rồi. Thông cảm. Một đi đảng bằng hay đa đảng đều là phục vụ lợi ích quốc gia nhá. Thế bây giờ bảy nghe bạn nói câu đó là mình không đồng ý. Vậy có khỏe không anh Thơ Quang ơi, cho em hỏi thăm sức khỏe anh chút xíu. Quá nghe là lạ quá, mình thấy bạn lạ quá, mình chưa biết bạn là ai. Đâu già lâu quá không cô diễn đàn anh hồi trước nó vô còn ngoài mấy năm trước. Mấy năm nào tôi mới chơi năm, trước. Năm nay mà anh Thơ Quang anh ấy chắc giận em mới chứ, làm gì mà nhanh quên thế. Anh em nói chuyện suốt dịp đầu năm nay. Ơi, con lại bố con lại ông tưởng giọng ông nào giọng lưu qua đâu ra đâu lưu. Bây giờ mới nghe đó, bởi vậy em mới nói nãy nghe không kịp ý nè, giọng nó cái mic của nó bị rè rè, nó bị cái gì đó. Bây giờ nghe cái mic của thằng Giang lúc thì ấy có lúc già già khó nghe lắm nè. Em lên bằng cái giả lập ở bên máy tính chứ em không lên bằng điện thoại nên là nó hơi khó cái này. À bây giờ nghe nói nhỏ bớt lại một xíu rồi sau đó là hỏi ngài Cu Ke sang đây ngài đã quảng cáo được cái sản phẩm nào chưa? Không, quảng cáo cái gì gớm, quảng cáo nào lúc nào thôi. Đại đa số dân đấy mới thích mới muốn mới có chứ còn mà thấy cái gì đó hình như thấy có gì đó như sai sai nha. Có gì nó giữ sai đây á. Thật tóm nhận cái vấn đề là ở đây ngài Cu Ke mà có muốn khi nào mở thì thanh lên rồi anh em tâm sự, còn cái vấn đề mà sở thích ý muốn rồi này kia là ở đây thì thôi anh em mình không đúng có đề cập đúng ừ. Tưởng là đòi thì phải thầy hỏi cái đúng không tâm sự cái vấn đề nãy giờ là được rồi là ok rồi. Thôi vấn đề nãy giờ đang chia sẻ là hay đấy. Cốt lõi anh em mình đang trao đổi về vấn đề gì là chính chủ à? Ngụy chửi ngụy ngạc nhiên chưa? Không, nhưng mà hỏi là anh Thư Quang là năm nay bao tuổi đấy? Em không dấu đố gì để hỏi cho anh cho giải dễ xưng hô. À, không thế này là bạn, tại vì có những cái đó, vấn đề nó tới nhị á, thì nhiều khi tuổi tác hay thế này thế nọ cũng không có tiện nói ra. Thì có bậc là phải là bạn anh không ạ? Cứ xưng hô bạn với nhau đi. Thơ Quang này Thơ Quang này mới có 28-30 à, giọng vậy thôi chứ trẻ lắm. Đừng có khai kiểu đấy. Này, hôm nay 28-30. Bây giờ thế này, bây giờ thế này, bây giờ mới mong lên tiếp tục chia sẻ chủ đề hay sao? Có cái chủ đề Ngụy chửi Ngụy đó, Giang có ý kiến gì không? Có gì thông tin gì ấy mới không? Thông tin mới là Lê Minh Thể mới được gửi cái giấy mời nên là pha trà cho uống, chỉnh đốn lại cái gọi tác phong. Cái này hậu quả là lóc toàn thân này, đéo cho thân lên diễn đàn. Nghe thiệt. Cái gì ta? Đây là thông tin chính thức nha, chứ không phải thông tin vỉa hè đâu, thông tin chính thức đấy. Thế này là Giang Quý Thân nè, Giang Quý Thân thì biết anh cũng lâu rồi đúng không? À, thì thôi bây giờ cái quan điểm của anh chơi như thế nào chắc mấy đứa cũng nắm rất là rõ.
những cái thành phần ất ơ gì đó mà anh không thích đề cập thôi, cảm thấy không, đừng quan tâm đấy, tức là chúng ta không quan tâm tới cái chuyện đó, những thành phần đó mình không quan tâm, trừ khi nào vấn đề gì nó xuất hiện trong đây thì chúng ta cùng nhau chia sẻ và hai đứa thông cảm. Cảm ơn anh nha, được không? Anh là muốn bàn thế nào là ngụy đúng không? Không không, ông này ông ở đâu nhảy vào thì ông lại hỏi ngang không, tức là thế này, tóm tắt lại cho người Giang nghe. Trước đây á, trong cái buổi live của anh thì có chia sẻ với nhau, thì chú Cầm có nói ổng là ngụy, cũng ổng nói yếu nói ổng cũng là ngụy, và ông cũng nói anh là cũng là con của ngụy thế này thế nọ. Thì có một cái nick Hoàng Nguyễn nó comment, nó bảo là kìa ngụy chửi ngụy kìa, ngạc nhiên chưa, thì anh với chú Cầm nói là chưa, ngụy giết ngụy nó mới ngạc nhiên, cụ thể là năm 1963 à, thì cái đó điều đó mới ngạc nhiên, còn ngụy chữ ngụy là không có gì ngạc nhiên hết. Rồi tiếp theo thì hôm nay thì có đoạn clip của kênh Nửa Vòng Trái Đất là ông Hà Văn Sơn à, là cũng chia sẻ trao đổi về những thành phần ngụy gì đó lợi dụng cờ vàng gì đó bla 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 ở bên Mỹ, và ông ta tuyên bố là ông ta sẽ đứng ra đóng nắp cái đám chống cộng kiếm cơm đó lại. Giang hình dung chưa? Đó là cái chủ đề hôm nay chia sẻ ra để mọi người nắm rõ là gì. Ừ, là bản chất của những cái tay đó như vậy, tức là gì, chính những cái tay ngụy với nhau á, họ còn như vậy nữa, thì xin hỏi mọi người, những thành phần đó có đáng tin không, có đáng để gọi là cho ai đó nghe theo hay không? Ok, xin mời Giang. Anh thân cho ý kiến trước đi. Thân chia sẻ nãy giờ rồi, ông mới nhảy vô sau á. Đâu rồi. Bây giờ như này đi. Được rồi, em cảm ơn thì trước hết thì vào đây thì khi nói thì một lần chào nghiêm túc nữa, em chào lại anh chị em nhá, thì em nói như này. Trước hết mình nói như vậy thì mình phải hiểu cái từ ngụy là gì. Đấy. Đúng không? Có nghĩa là bây giờ mình nếu mà nói về trong chính trị, trong cái mạng gọi là chính trị thôi, thì ngụy thì được dùng để chỉ ra một cái chính phủ được lập ra một cách bất hợp pháp, không chính thống, không được người dân công nhận. Đấy, ví dụ như là trong lịch sử thì thấy là có những cái từ ví dụ như ngụy binh này, quân này, ngụy quyền này, ngụy châu này. Đấy thì hay như cái đoạn mà anh sẽ bố Cầm với anh ấy, thì em nghĩ rằng là bố Cầm cứ bảo nhận là ngụy thì không đúng lắm, chẳng qua cứ nói như vậy thôi, chứ còn người dân miền Nam sống dưới cái lúc đó thì quan trọng nhất là cái chính quyền đấy lập ra những cái giới chóp bu ấy, chứ còn đâu có phải là cứ người dân ở dưới cái vùng miền Nam đó tất cả là cái gọi là ngụy đâu, đúng không? Đúng rồi, tức là mình chế độ của ngụy thôi, theo em là như vậy, tức là mình đã từng sống dưới chế độ ngụy chứ không phải là mình bị theo như em là như vậy. Còn cái câu chuyện là có nghe rồi, hôm nay thì trên mạng có một cái nhân vật nữa gọi là Michael Winner cũng đăng mấy cái bài gọi là, tại vì sau ra khi anh ta lên trên mạng anh ta tranh luận bên này bên kia thì anh đã nhận ra được những cái điều mà trước đến giờ thì anh ta chưa nhận ra, anh ta cũng viết ấy, nó đấu đá lẫn nhau thôi, đấu đá lẫn nhau vì quyền lợi, vì miếng ăn cá nhân, rồi nó cũng chẳng vì cái gì to tát thì chúng nó rào giảng. Nên là em quanh đi quanh lại em vẫn thấy anh Thơ Quang là đúng là có quan điểm gọi là nhất quán đấy. Em thì máu lửa nguyên, không phải là em không thích cái chỗ anh em biết vào hay gì cả, nhưng mà đầu thuộc hệ là thôi cứ tự nhận là ngựa non háu đá thì máu đá, đi đá nhau với chúng nó chỉ cho vui, mà em gọi tắt thế là em cứ gọi tắt là đi chọc chó. Thế nhưng mà anh Thơ Quang thì có vẻ là không thích cái đó lắm. Anh Thơ Quang cứ quan nhất quán với con đường của mình đi, thì em nghĩ rằng cũng rất là hay, tại vì anh em chúng mình khác nhau nhưng mà cùng chung một cái mục đích đấy. Thì em chia sẻ như vậy, không em nghĩ rằng ngụy thì đã là chốt rồi. Bây giờ sách sử cũng đang bàn nhau đấy, bảo bỏ cái từ đó. Ok, từ bàn nhà nước mình có những chính sách này, chính sách kia, thì đấy là trên cái vấn đề là sách vở. Còn cái chuyện chúng ta là người dân
chúng ta không phản đối kiểu đó, nhưng mà chúng ta rõ ràng chúng ta vẫn có quyền gọi cái từ đó và thể hiện quan điểm cá nhân. Không như em là ngụy, không ai cấm, không ai cấm là ngụy, không thay đổi được. Tại vì rõ ràng là gì, rõ ràng cái thể chế cái thời điểm đấy cái bọn ấy nó cầm quyền thì nó không giống với bất kỳ một cái thế một cái trong thời xưa gọi là cái triều đại, về sau là gọi là cái thể chế đảng phái nào mà nó lãnh đạo theo cái kiểu mà không có hoạt động, không có đấu tranh một cái ngày nào ở trong nước cả, tự dưng nó được thành lập lên bởi một cái gọi một cái âm mưu, một cái kế hoạch của ngoại bang, nó đưa ông ấy về, đưa ông Diệm về một cái nè. Rồi em chào anh, em chào anh Thơ Quang, chào anh Cú Ke nha, chào Giang, anh Hào Nam lên chia sẻ đi, em xuống đây. Xuống sớm thế. Ok. Rồi. Thì, nhường Giang cho Hào Nam. Em nói là nó tự đứng lên một phát là giống như là kiểu nó tự tạo ra. Đấy, nó tự tạo ra mà nó bắt nhân dân là phải vào một cái guồng đó, giống như kiểu cái này là bị ép. Chứ không được chứng minh qua một loạt thời kỳ, một qua năm tháng, qua ngày giờ nào để cho nhân dân thấy rằng là cái tổ chức này, cái đảng phái này được nhân dân tin yêu, tức là nó tự dựng lên thôi. Thì đó là cái bản chất là từ đầu mà ngay khi nó sơ sinh nó đã là giả tạo rồi. Còn nếu mà so ngược lại thì so Đảng Cộng sản Việt Nam là rõ ràng là người ta có hoạt động, người ta đã hoạt động rồi thì tuyên truyền những cái điều hay, phải cái gì tốt cho dân tộc thì người ta đã chứng minh, thì được nhân dân không những miền Bắc mà cả miền Nam, tất cả các vùng miền ủng hộ đấy, thì người ta là có tính chính danh đấy. Quan điểm của em là như vậy. Ok, Giang, cảm ơn Giang rất là nhiều. Ok, vậy ha mọi người ha, Thắng Quang xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Xin chào tạm biệt, bye bye.